thấy cái bức tranh tổng thể về cái quy mô việc làm đối với cái ngành IT nói chung và ngành công nghệ phần mềm nói riêng. Thì đây là cái dữ liệu tôi lấy từ cái nguồn là Top Develop để mô tả về các cái vị trí việc làm và cái nhu cầu tuyển dụng trong lĩnh vực về IT tại thành phố Hồ Chí Minh nha, tại thành phố Hồ Chí Minh chứ không phải là ở đâu cả, đâu xa cả, tại thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta đây. Thì các em sẽ thấy là cái nhu cầu tuyển dụng trong lĩnh vực về con ngành công nghệ thông tin, đặc biệt là lĩnh vực về công nghệ phần mềm, đó cũng là tỷ lệ tăng hàng năm rất là cao. Mỗi một năm có tỷ lệ tăng lên đó là 50%. Các em thấy là một con số rất là, tức là tăng, là nói nôm na tăng 50% lên là tăng một cái con số thì gọi là cái tỷ lệ tăng như ví dụ 10, mỗi một năm, ví dụ 2015 cái nhu cầu tuyển dụng mỗi một năm sẽ là 12.000, trên 12.000 việc làm. Nhưng mà tới năm 2019 là nó tăng tỷ lệ lên là 62.000 việc làm trong mỗi một năm như vậy. Cái tỷ lệ mà nhu cầu sử dụng về công nghệ thông tin là tương đối nhiều. Thì các con số này tôi lấy dữ liệu từ năm 2020, từ giờ năm 2021 thì cái con số này nó có thể là dự đoán khác nữa. Nhưng điều đó có nghĩa là cái nhu cầu tuyển dụng là cao. Trước khi mà tôi khảo sát cái bản này là lúc đó là tình hình dịch bệnh nó chưa có bùng phát, chưa có bùng phát. Tuy nhiên trong những cái giai đoạn này thì cái cũng chúng ta cũng sẽ thấy có những cái khó khăn trong cái về cái cơ hội việc làm trong cái tình hình dịch bệnh hiện nay. Thì ở đây tôi đưa ra cho chúng ta về cái các vị trí việc làm, các vị trí việc làm, các cái tại vì các em học về công nghệ phần mềm thì chúng ta sẽ quan tâm đến về lĩnh vực về công nghệ phần mềm. Thì các vị trí mà chúng ta có thể thấy được ở đây đó là những vị trí việc làm. Các em nhìn vô đây các em sẽ thấy nè, cái công việc đầu tiên và các cái mức lương được phân bổ theo từng cái vị trí. Ví dụ về QA, về quản lý chất lượng, về tester thì cái mức lương đó là tương đối như thế này. Thì design UI tức là khi mà mới ra trường mình có thể làm test nè, có thể làm thiết kế nha, giao diện nè. Những ai mà phát triển về game developer nè, các bạn làm về front end nè, các bạn làm về back end nè, các bạn làm về phát triển di động nè. Rồi hỏi một xem hỏi là tại sao thì ở đây em thấy là mobile riêng mà game developer là riêng. Game của chúng ta đây là phát triển game 2D, 3D, game có thể là casual game, game chạy trên desktop hay là game online, chúng ta gọi là game developer. Chúng ta có nghe khái niệm về front end và back end không cả lớp ạ? À? Alo, chúng ta có nghe không? Có nè. Rồi. Thì những ai mà đang hiện nay các em lập trình là các em là lập trình kể cả về phần front end và các em cũng cả về bên phía back end, bên phía server để xử lý bên front end cho người dùng. Thì đối với các vị trí việc làm về front end và back end thì cái mức lương của bên back end nó sẽ cao hơn so với mức lương của front end. Hay là vị trí việc làm là sys admin tức là những người quản trị hệ thống. Rồi lập trình nhúng, rồi lập trình full stack tức là chúng ta phải kể cả về back end và full end chúng ta cũng phải làm được cả hai cái này. Rồi chúng ta sẽ phát triển để dạng là gọi là specialist là đặc tả ha, đặc tả để mà cho những cái hệ thống đó. Thì cái phần đặc tả này các em sẽ thấy rằng là nó ở trả một mức lương rất là cao. Và hai cái ngành mà hiện nay cũng là xu thế hot đó là ngành khoa học dữ liệu và cái ngành về lập trình về máy học và trí tuệ nhân tạo. Chúng ta có nghe khái niệm về trí tuệ nhân tạo không ạ? Có nghe không? Để có như có đây. Rồi, thì đối với cái môn trước đây thì trong cái chương trình học cao đẳng á, thì nó có một cái môn là trí tuệ nhân tạo nhưng kể từ cái khóa 2000 coi như là 2018 thì cái môn trí tuệ nhân tạo đã được thay thế bằng những cái môn khác. Giờ thì hiện nay thì cái ngành bên cao đẳng chúng ta thì không học mà mình sẽ học ở cái môn này liên thông. Thì cái xu thế hiện nay người ta cũng quan tâm đó là trí tuệ nhân tạo, đó là những cái hệ thống xử lý thông minh, những hệ thống xử lý mà thay thế con người. Và người ta quan tâm đến cái vấn đề trí tuệ nhân tạo và machine learning, viết tắt của chữ ML, machine learning là máy học. Thì những cái bảng về lập trình này á, là nằm ở trong cái ngành là gọi là ngành khoa học máy tính hay là ngành khoa học dữ liệu. Nó sẽ tập trung. Còn các em mà về lập trình, về các ngành công nghệ phần mềm thì chúng ta thường nằm ở các bước ở phía dưới này. Như là front end, back end, mobile developer hiện nay các em học đến cái môn lập trình di động. Thì có một số em hỏi thầy ơi như vậy thì khi em ra trường em phải có mức lương giống vậy hay không? Thì cái đây là khảo sát cho những cái vị trí việc làm chính thức thì người ta trả với mức lương đó.
Chứ còn nếu mà chúng ta nói là chúng ta ra chúng ta mới là fresher, tức là mới học việc hoặc là mới có người được training thì không có được cái mức lương này đâu. Mức lương này là mức lương dành cho những người làm thực sự chuyên nghiệp về lĩnh vực đó thì người ta trả với một mức lương giống như vậy nha. Thì chúng ta đừng có nhìn vô là chúng ta nói cái mức lương này. Tôi nhắc lại mức lương là trả lương tại thành phố Hồ Chí Minh nha, chứ không phải là trên thế giới nha. Ví dụ nếu mà ở trên thế giới đó, ví dụ như ở tại thị trường Mỹ đi, một cái kỹ sư về khoa học dữ liệu nó có thể một mức lương là trên 15.000 một tháng, có nghĩa là khoảng chừng 170, 180.000 đô một năm. Nó ví dụ như mức lương của họ rất là cao. Một mức lương của một cái kỹ sư tại Mỹ có thể trả được là gấp 10 lần kỹ sư tại Việt Nam. Cho nên hiện nay thị trường tại Việt Nam thì vẫn là gọi là cái thị trường outsourcing, tức là mình gia công phần mềm. Bởi vì cái chi phí nhân gọi là để mà gọi là trả lương cho nhân sự là nó thấp hơn nhiều so với các nước trong khu vực cũng như là các cái khu vực phát triển như là châu Âu và Mỹ. Cho nên những cái mã nguồn thì người ta thường chuyển sang Việt Nam để làm gia công. Hiện nay Việt Nam vẫn là gia công phần mềm, không cạnh tranh với các nước như là trong khu vực như là Philippines và cạnh tranh với các nước như là Ấn Độ và Trung Quốc. Nhưng mà thật sự ra thì chúng ta vẫn còn có một cái gì đó nó còn đang thiếu. Ví dụ như là vấn đề mà cái ngôn ngữ giao tiếp thì rõ ràng cái chúng ta cũng thua so với các nước như là Ấn Độ chẳng hạn. Rồi qua một cái trang khác người ta cũng đưa ra một cái vị trí việc làm với một cái mức lương và có nhu cầu, thì ở đây là cái trang của Việt Nam Quốc cũng cho hay về cái mức lương cũng như là cái nhận thức về mức lương các ngôn ngữ lập trình. Thì người ta đưa ra là mức lương về lập trình như là cũng đưa về AI là cái tỷ lệ mức lương cao là trên 1.800 trên một tháng ha. Thì ở trong này nó còn có khái niệm là blockchain, có khái niệm về blockchain. Chúng ta có hiểu về cái khái niệm về blockchain không? Có nghe khái niệm về blockchain không cả lớp? Dạ có. Rồi, khi mà nói đến blockchain ấy, thì thường mình hay nói lại ngay đến cái vấn đề đó là Bitcoin, tức là nói đến blockchain thì thường người ta nói là Bitcoin. Bitcoin thì chúng ta thường nói đó là những đồng tiền ảo, thì hiện nay nó có vô số những cái loại đồng tiền ảo, đồng tiền điện tử ha, đồng tiền điện tử. Thì thật sự ra blockchain điện tử chỉ là một cái mảng về vấn đề của sử dụng trên nền tảng blockchain thôi, còn blockchain nó có thể ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nữa. Thì cái xu thế này hiện nay người ta cũng có thể là sử dụng để mà triển khai cho các cái hệ thống. Rồi cũng là đối với đối với mức lương về làm trong lĩnh vực AI, trí tuệ nhân tạo, về full stack, về back end, về computer vision, thì AI, trí tuệ nhân tạo là viết chất cái AI nè. Còn cái computer vision là cái thị giác máy tính nè, cũng trả một mức lương. Big data nè, mobile nè, embedded là lập trình nhúng nè, security là bảo mật nè, lập trình trên các cái hệ thống có ERP nè, về hardware. Thì đây là các mức lương được trả cho nhân viên tại thành phố Hồ Chí Minh với cái lĩnh vực mà mình tham gia. Đó, thì ở đây cũng có nói về vấn đề các cái lĩnh vực AI thì cũng được xem là mức lương cao. Vậy thì khi các em là những cái người lập trình viên ra trường thì làm ở những cái vị trí, những công việc nào, như là về phần lập trình mobile nè, lập trình về back end, lập trình về full end này, ví dụ vậy. Về các ngôn ngữ thì chúng ta sẽ thấy là đây là những cái ngôn ngữ mà để sử dụng cho các công việc này, như là ngôn ngữ lập trình C, PHP, Node.js, lập trình .NET, lập trình JavaScript và lập trình Java. Thì trong đó lập trình Java vẫn là một cái vị trí gọi là được xếp hàng đầu. Cái Node.js thì thật sự ra là mình hiểu cái framework nha, chứ nó không phải là ngôn ngữ, bởi vì nó ngôn ngữ đó viết thì cũng dựa trên cái ngôn ngữ JavaScript thôi. Thì nhìn vô các ngôn ngữ này các em thấy là gần như ngôn ngữ nào các em cũng đã được học rồi đúng không? Cũng đã được giới thiệu rồi đúng không cả lớp? Đã được giới thiệu chưa? Dạ rồi. Dạ rồi. Rồi, như vậy thì gần như các công việc này thì nó liên quan, ví dụ như lập trình trên blockchain thì có thể người ta viết trên nền tảng nào. AI thì người ta có thể viết trên C, hoặc là viết trên Java, hoặc viết trên .NET, full stack. Người ta có thể dùng Node.js để người ta làm, vân vân. Thì nhìn vô đây chúng ta thấy rằng là cái ngôn ngữ chúng ta học là tương đối đầy đủ, nhưng không phải là bao nhiêu đó là mình đủ mình đi làm nữa nha. Cái mức độ mà các em học ở tại trường chỉ là một cái mức gọi là cơ bản thôi. Ví dụ như em lập trình Java, hiện nay em lập cái môn lập trình Java em học chưa hay là hiện giờ kỳ này mới học ạ? Dạ học xong rồi thì rồi. Học xong rồi, học gì rồi thì học Java em học cái gì nè, nói cho tại nghe coi. Học Java em học cái gì đó còn nhớ không? Mới xong học kỳ mà đúng không? Học Java học cái gì nữa? Cả lớp học rồi, một bạn nào trình bày cho thầy học Java học vừa kỳ vừa rồi mình học những cái gì?
như là nhập môn lập trình hay nhưng mà là cú pháp? Duy nhập môn lập trình có nghĩa là gì? Ví dụ như mình nói là lập trình đầu tiên em nói về lập trình hướng đối tượng liên quan xây dựng lát là một. Lập trình thứ hai là liên quan đến cái phần lập trình giao diện người dùng thì em sử dụng các gói như AWS, GoSQL. Lập trình thứ ba là liên quan đến lập trình về network, em sử dụng Socket, UDP. Lập trình thứ tư là em lập trình liên quan đến database, là liên quan đến là GDBC, kết nối dữ liệu với SQL Server SS. Rồi lập trình thứ năm là lập trình về web dùng là gì đây ạ? GSB hay là lập trình cho trên di động, chúng ta cũng sử dụng Java vậy đúng không? Hiện nay lập trình di động các em học chúng ta có sử dụng Java không hay là C? Cả lớp kỳ này các em ăn Lúc nhưng mà cái nó này ngôn ngữ viết em viết bằng ngôn ngữ gì? dạ ta Java mà đúng không? Viết chạy Android mà còn cái kia là cái editor thôi chứ. Mở dạ chắc có nó chạy phút trên là năm nay sao tụi em học em Flutter rồi. sao? Năm nay là các em học cái gì? Flutter Cluster là cái editor để chạy giả lập cho cái cả cái Android và iOS luôn hả? Apply lên trên đó hả? dạ đúng rồi. Ngôn ngữ là học ngôn ngữ đắt này, không phải Java học ngôn ngữ đắt. Rồi như vậy thì có thể là nó có một số cái đã thay đổi thì rõ ràng đối với cái em học cái môn cái em biết nó là môn lập trình Java nhưng mà chúng ta mới chỉ có là học cơ bản chứ chưa có học được một cái chuyên sâu xử lý một cái ứng dụng nào trên Java, cho nên khi mà ra trường hỏi mình biết Java không, biết biết Java đó lập trình đó .NET không, biết lập trình Windows biết rồi đúng không, biết lập trình JavaScript không, có cái môn thiết kế web, có lập trình về PHP không, biết có môn học bằng PHP, có lập trình C không, có kỹ thuật lập trình cấu trúc dữ liệu bằng C. Rõ ràng chúng ta đã học hết bằng các ngôn ngữ lập trình nhưng những ngôn ngữ lập trình đó chúng ta học ở chỉ mức độ là gì, cơ bản thôi nhé các em. Chúng ta muốn học mà để chúng ta làm được viết được ứng dụng thì nó cũng phải đòi hỏi. Vậy thì khi ra trường á, chúng ta có kiến thức nền rồi thì chúng ta có thể tham gia vào các dự án với các cái ngôn ngữ khác nhau để chúng ta chọn. Hỏi thầy ơi mình có cần phải biết hết hay không, thực sự ra đi làm chỉ cần một trong những cái này thôi là chúng ta đã có những cái vị trí việc làm tốt. Nếu như chúng ta thật sự là giỏi về cái lĩnh vực của cái ngành đó, các ngôn ngữ đó ha, thì đây là chúng ta có cái phần khảo sát. Thì những cái này thì ở trường thì có cung cấp cho chúng ta nhưng mà cái chuyện mà phát triển của nó như thế nào là nó phụ thuộc vào chúng ta nhiều nữa nha. Vậy thì khi nói đến về công nghệ phần mềm, chúng ta nhìn vô cái bức tranh đó, chúng ta có nói về nhu cầu, nó có vị trí việc làm, nói về ngôn ngữ lập trình. Bởi vì sao mà tôi phải giới thiệu cho các em ngay từ đầu? Bởi vì đơn giản là các em đang học về công nghệ phần mềm là luôn luôn phải biết là sử dụng công cụ để viết và phát triển phần mềm. Đúng không ạ? Vậy thì chúng ta có một số cái khái niệm cơ bản như phần mềm là gì? Đúng không? Từ trước giờ chúng ta đã xây dựng phần mềm chưa? Đúng không ạ? Rồi, cái công nghệ phần mềm tại sao chúng ta gọi là công nghệ phần mềm? Thì chúng ta nói về cái quy trình công nghệ phần mềm chúng ta có những cái quy trình nào? Đúng không ạ? Để mà phát triển. Rồi chúng ta cũng sẽ nói đến là trong một cái dự án về công nghệ phần mềm như vậy, dự án phần mềm như vậy thì các cái nhân sự chúng ta sẽ có cần có các những vị trí nào. Rồi sự phối hợp giữa các thành viên trong cái dự án về phần mềm hiểu như thế nào là mình gọi đó là dev tức là phát triển phần mềm, nghĩ như thế nào đó là tester, nghĩ như thế nào đó là chuyên gia, thì nó có mức độ là senior hoặc là leader hoặc là giám đốc dự án, project manager. Thì những cái vị trí việc làm đó nó sẽ xác định cho chúng ta về cái định hình về trách nhiệm cũng như về về cái công việc mà đảm nhiệm. Vậy thì khi em ra làm để chúng ta đảm nhiệm các công việc gì thì mình biết là cái trách nhiệm chúng ta sẽ thực hiện cái gì ha. Rồi những cái vấn đề mà chúng ta phải quan tâm đến khi làm việc tại công ty phần mềm, những cái kỹ năng nào chúng ta cần phải có đối với một cái nhân viên tại một cái công ty phần mềm nha. Đầu tiên chúng ta phải hiểu về software là gì, về đặc trưng của phần mềm là gì, và các cái thuộc tính phần mềm là gì, và các cái loại phần mềm chúng ta có những cái phần mềm đóng gói như thế nào, phần mềm chạy trên di động, những phần mềm chạy trên nền tảng web, vân vân, cái phần mềm có tính lỗi thời hay không và các vấn đề mà liên quan đến phần mềm. Đầu tiên đó là phần định nghĩa phần mềm, đây là cái định nghĩa tương đối rõ ràng đưa ra và có thể gọi là đây là tôi cũng sử dụng lại thôi,
cái này không phải là thầy Phước định nghĩa, mà nó đã có sẵn định nghĩa bằng các cái từ khóa bằng tiếng Anh và tôi dịch lại sử dụng các cái tài liệu thôi. Phần mềm máy tính người ta gọi là sản phẩm do các nhà phát triển phần mềm thiết kế và xây dựng. Người ta nhà phát triển phần mềm người ta gọi là dev ha, dev development á, người ta viết tắt là dev, phát triển phần mềm thiết kế và xây dựng. À, như vậy nó có bước thiết kế và một cái bước xây dựng. Thì phần mềm nó gồm có chương trình, tài liệu, hướng dẫn cài đặt và vận hành. Cho nên chúng ta khi mà chúng ta hỏi là từ trước giờ chúng ta có làm phần mềm hay không, thì trả lời chúng ta viết chương trình là chính. Nhưng chúng ta chưa có gì đây ạ. Tạo ra cái file setup rồi biên dịch hướng dẫn sử dụng vân vân chưa có. Họ may là các em làm các đồ án môn học. Các cái đồ án môn học thì các em thường hay làm project. Làm project thì có viết chương trình xong chúng ta viết document. Rồi chúng ta có cái file install, ví dụ viết app ở trên mobile thì chúng ta có install. Viết ứng dụng chạy trên desktop thì chúng ta có file setup. Viết ứng dụng trên web thì chúng ta phải có host domain để chúng ta đăng ký website chạy các cái sự kiện tương ứng cho nó. Vân vân. Phải được như vậy thì mới ra được gọi là phần mềm. Chứ còn hiện nay các em chủ yếu là mới lập trình thôi, ở một cái mức là lập trình thôi. Thì phần mềm nó phải có lập trình, tức là có chương trình trong đó. À, vậy thì chúng ta phải lưu ý cái việc so sánh giữa chương trình và phần mềm. Chương trình là những chương trình nó chưa phải hoàn thiện, đưa vào vận hành thì chúng ta có chương trình. Đúng không ạ? Khi mà chúng ta hoàn thiện những cái tài liệu, những đầy đủ hết cái phần này rồi, thì chúng ta mới có gọi là phần mềm. Như vậy cái phần mềm nó bao bọc luôn cả cái khái niệm về chương trình. Nha. Vì hiện nay thì các em học là chủ yếu là về lập trình là chính nha, lập trình là chính. Nhưng mà khi ra đi làm á, là chúng ta viết phần mềm. Mà như vậy viết phần mềm thì chúng ta phải có cái bảng đặc tả. Cho nên vì sao mà các em học cái môn UML, xin lỗi, học cái môn phân tích thiết kế hệ thống á, là để hỗ trợ cho viết document. Học cái môn software testing để kiểm thử phần mềm là chúng ta cũng phải viết cái document. Rồi chúng ta phải viết cái hướng dẫn sử dụng, cái việc cài đặt chạy trên các nền nó như thế nào, vân vân. Đó là cái định nghĩa mà chúng ta cần phải nhớ đối với cái niệm về software. Ở đây người ta tôi sử dụng lại các cái từ định nghĩa bằng tiếng Anh. Thì ví dụ như đây chỉ software là đây software. Software được phát triển ha, được được phát triển hoặc là xây dựng nhưng mà nó không phải là được gọi là sản xuất ha. Bởi vì sản xuất thì nó sẽ nhân bản ra đại trà với những cái sản phẩm đây thì nó, cái phần mềm thì nó gọi là sản phẩm về tư duy đúng không ạ, sản phẩm về tư duy của con người, cho nên nó không có đưa những cái material gọi tức là các cái vật liệu nguyên vật liệu để làm ra như trong cái mô hình sản xuất nhà máy ha. Và software thì nó không có gọi là warehouse. Mặc dù thì cái ngành công nghiệp hiện nay người ta cũng hướng đến đây, tôi dịch sang cái tiếng Việt nó được như thế này, phần mềm thì nó không có mang tính chất là hao mòn. Rồi bởi vì sản phẩm chúng ta thường là làm thì nó có cái sự hao mòn đúng không ạ? Bất cứ một cái sản phẩm này khi em sử dụng ở ngoài thế giới thực như là máy tính, điện thoại, bút, những cái gì mà chúng ta cầm nắm bắt được, chúng ta sử dụng nó thì thường là nó có tính chất là hao mòn. Nhưng đối với phần mềm thì nó không có tính chất hao mòn đó. Rồi phần mềm thì nó là những cái xử lý mang tính chất là phức tạp, tự động, đóng gói, hỗ trợ và có một cái tính gọi là cái chi phí thay đổi rất lớn bởi vì công nghệ nó sẽ thay đổi theo. Và khi mà chúng ta xây dựng thì chúng ta phải sử dụng trên cái nền tảng về những cái công nghệ đó một cách phù hợp. Đó, chính vì lẽ đó mà cái chi phí bỏ ra để xây dựng phần mềm nó không phải là nhỏ. Nhưng mà được có cái là khi mà chúng ta xây dựng ra, chúng ta setup nó xong thì chúng ta có thể sử dụng vận hành trong mọi thời điểm, mọi thời gian mà ở đâu chúng ta cũng có thể sử dụng được ha. Ví dụ chúng ta viết ra một cái game tại Mỹ chạy cũng được, về Việt Nam chạy cũng được, về qua châu Phi chạy cũng được, qua châu Âu chạy cũng được, đều có thể sử dụng nó được hết nha. Về các thuộc tính của phần mềm thì có một số thuộc tính như sau. Thứ nhất là nó phải có khả năng bảo trì. Tức là nếu như các em để ý đó, khi mà một cái phần mềm mà nó đưa vào sử dụng vận hành thì nó có cái chức năng là backup, có chức năng restore, có chức năng vá lỗi. Cái chức năng mà các em thấy ví dụ cái đơn giản nhất là cái app hiện nay của chúng ta đó. Thì bây giờ cái app chúng ta khi chúng ta viết ra thì tất cả các chức năng tại thời điểm đó nó có thể chưa hoàn thiện, hoặc là nó chưa có đầy đủ các cái yêu cầu mà chi tiết, thì chúng ta cần phải có một số cái bản gọi là bản vá lỗi hay bản update, và cái vận hành của nó chúng ta phải có cơ chế. Thì hiện nay cái app được tập trung lên chủ yếu là đưa lên trên Google Play hoặc là App Store để hỗ trợ cho các cái ứng dụng kết nối với các cái thiết bị di động chạy trên các cái nền hệ điều hành như Android hoặc là iOS. Phần mềm nó có khả năng tin cậy. Một phần mềm bao gồm các cái mặt đặc tính như là cái độ tin cậy, an toàn, bảo mật. Phần mềm mà không có tin cậy thì không ai dám xài đúng không ạ?
rồi nó sẽ không có đảm bảo về cái độ bảo mật về an toàn, hay là cái sự nó cũng là hư hỏng, dễ hư hỏng vân vân, thì cái đó nó cái hư hỏng này là hư hỏng về vấn đề lỗi ha, lỗi phần mềm. Chúng ta có thể mình hiểu nó như thế này, cái lỗi này thì thật sự ra một cái phần mềm nào, không có phần mềm nào nó là 100% lỗi, không có lỗi ha, tức là phần mềm nào cũng có khả năng xảy ra lỗi, kể cả những hệ điều hành, ví dụ như hệ điều hành Mac tôi đang sử dụng đây, nó cũng có khả năng xảy ra lỗi. Hệ điều hành Windows của Microsoft cũng có khả năng xảy ra lỗi. Các ứng dụng mà các em sử dụng như là Word, Excel, Access hoặc là những cái ứng dụng khác cũng có khả năng xảy ra lỗi, không có một phần mềm nào là 100% cả. Chỉ có điều là cái lỗi đó nó đã được giải quyết, hoặc là cái lỗi đó nó mới cảnh báo, hay là cái lỗi đó nhiều quá, cái tỷ lệ thì những cái phần mềm nào mà cái tỷ lệ đó nó cao thì ít có ai người dùng. Đồ hữu hiệu là phần mềm nó phải làm sao để mà giảm được cái chi phí mà mình sử dụng, ví dụ dùng phần mềm thì nó nhanh hơn. Chứ còn nếu mà dùng mà phần theo cái là thủ công thì hiện nay các em có thấy rằng là một cái hệ thống mà trong cái tình hình dịch vừa rồi á, ở tại Việt Nam chúng ta hay là tại thành phố Hồ Chí Minh chúng ta, thì một trong những cái mà hỗ trợ chúng ta nhiều đó là chúng ta phải tập trung vào cái mảng về công nghệ thông tin, thì mới sinh ra những cái hệ thống và phát triển công nghệ thông tin và viết ra các app đó, nhưng mà phát triển không có đồng bộ và không có sự gọi là thống nhất đồng nhất giữa các cái dữ liệu với nhau, cho nên chúng ta mới thấy là quá nhiều app. Chúng ta nhớ các cái nền app sử dụng không, rõ ràng cái các quốc gia thì người ta chỉ cần có một hai cái app và tổng hợp người ta tập trung vô và phát triển, và những cái tổ chức cơ quan dựa trên cái dữ liệu của app tổng hợp đó để mà thực hiện các công việc khác. Tuy nhiên ở đây thì hiện nay chắc có lẽ là do cái cách tổ chức của chúng ta, cho nên cái app của chúng ta nó quá nhiều, và người dân hiện nay chúng ta thấy rằng là mỗi một người dân có thể cài đặt trên 10 cái app để quản lý về vấn đề tình hình dịch bệnh cũng như là vấn đề tiêm khai báo, tiêm vaccine vân vân. Đó thì đó cũng là một cái hạn chế. Phần mềm là hữu hiệu nhưng mà mình có biết cách tổ chức làm thế nào đó để phù hợp với nhau, và đồng thời là hỗ trợ cho cái việc mà sử dụng một cách là gì, một cách hợp lý để tránh những cái phí phạm nha, phí phạm. Về khả năng sử dụng phần mềm nó có một cái giao diện chắc chắn rồi, phải có một cái giao diện người dùng thuận tiện ha, người dùng có thể đầy đủ các cái hồ sơ, cho nên phải có đầy đủ hồ sơ về phần mềm. Một cái phần mềm mặc dù mình có giới thiệu nó là tốt như thế này thế kia, nhưng mà những cái tính năng này mà nó không có đảm bảo thì phần mềm đó cũng không được xem là đánh giá là tốt nha. Đó. Ở những thập niên năm 80 thì hầu hết phần mềm là đều là do cái đơn đặt hàng đưa ra, có nghĩa là gì? Tôi muốn xây dựng phần mềm đó cho công ty thì tôi đưa yêu cầu, tức là requirement. Vậy khi đó cái viết phần mềm là theo cái đặt tải yêu cầu. Còn hiện nay thì cái phần mềm chúng ta là viết ra là chúng ta đón đón đầu các cái nhu cầu của người dùng. Nghĩa là gì? Nhu cầu của người dùng hiện nay người ta quan tâm đến vực gì, mình viết ra các ứng dụng đó và mình giới thiệu cho người dùng người ta sử dụng, thay vì viết phần mềm dựa vào các yêu cầu của gì viết phần mềm cho các yêu cầu của các công ty và các tổ chức. Thì bây giờ chúng ta sẽ là như vậy. Về việc phân loại phần mềm thì chúng ta có các cái tổng quát như sau, đó là sản phẩm phần mềm có mang tính chất tổng quát và sản phẩm phần mềm chuyên ngành. Thì sản phẩm tổng quát là như thế nào, có nghĩa là ví dụ Microsoft Word, Microsoft Excel đó là phần mềm tổng quát, hệ điều hành đó bán cả bất kỳ ai cũng có thể có năng sử dụng, đó là phần mềm có mang tính chất là tổng quát. Còn sản phẩm phần mềm chuyên dụng, ví dụ phần mềm mà kế toán Excel ở ở trong một cái công ty nào đó, hay là phần mềm quản lý các chuyến máy bay cho một cái công ty nào đó, nó có đặc thù rồi và nó có sự ký kết giữa hợp đồng giữa hai bên, và khi mà tôi ký kết hợp đồng như vậy thì tôi chỉ cung cấp cho anh cái giải pháp và cái mã nguồn đó, những công ty khác không có được phép sử dụng. Nếu như chúng ta viết cái phần mềm theo cái đơn đặt hàng mà chúng ta lấy cái sản phẩm đó chúng ta bán cho một cái công ty khác thì đó là chúng ta vi phạm ha. Thì ở đây chúng ta lưu ý ha, thì khi các em ra đi làm á, thường là hợp đồng người ta có là gọi là hợp đồng theo chuyên ngành, tức là những cái phần mềm có hợp đồng rõ ràng với một cái đối tác, và chúng ta viết, chúng ta cung cấp cho đối tác đó, bảo mật cho đối tác đó, chỉ cung cấp cho sản phẩm đối tác đó thôi. Còn ví dụ như các em hiện nay các em đang làm là viết cái phần mềm tổng quát, tức là viết một ứng dụng game quăng lên Google Store hay là trên 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 App Store hay là Google Play, thì ai cũng có thể download cái sản phẩm phần mềm mới về xài được hết, đúng không ạ? Ai cũng được. Thì cái phần phẩm phần mềm đó có mang tính chất là tổng quát.
Về các cái khái niệm về loại phần mềm á, thì người ta có những cái loại phần mềm như sau: phần mềm có tên là phần mềm hệ thống, phần mềm ứng dụng, phần mềm về kỹ thuật khoa học, phần mềm nhúng, phần mềm dùng chung về web application, tức là phần mềm về ứng dụng chạy trên nền tảng web, và phần mềm trong trí tuệ nhân tạo. À, vậy thì những cái phần mềm này chúng ta đã thực hành lần nào chưa? Ví dụ như chúng ta viết một cái hệ thống cho đăng ký học phần qua mạng, một cái trang web thương mại điện tử, thì chúng ta gọi nôm na đó là web application. Hay là chúng ta viết một cái phần mềm mà mô tả cho cái việc mà đăng ký học phần, hay là tra cứu điểm, viết phần mềm để hỗ trợ xếp thực khóa biểu, thì chúng ta gọi là application software. À, còn nếu mà các em nói là viết một cái phần mềm hỗ trợ cho cái chương trình chạy trên hệ điều hành Windows, cái chức năng là lập lịch, cho chức năng về media, thì đó là những cái phần mềm về hệ thống. À, những cái phần mềm mà ví dụ như chúng ta biểu thị những cái con số dữ liệu visualize nó lên, những phần mềm để dự đoán những cái rủi ro, thì đó là những cái phần mềm mang tính là khoa học và kỹ thuật. Còn những cái phần mềm ví dụ như là hỗ trợ cho cái việc điều khiển thiết bị, điều khiển các ứng dụng từ xa, hoặc là điều khiển thông qua giọng nói cho các thiết bị tương ứng, thì chúng ta gọi là những cái phần mềm nhúng. Rồi những cái phần mềm dùng chung là gọi là những cái phần mềm sử dụng cho những cái gói trong cái lĩnh vực về gói ERP chẳng hạn, thì nó là những phần mềm dùng chung. Còn cái phần mềm thông minh nhân tạo là những phần mềm như là các em xây dựng ra cái con giống Siri, hay là chatbot, chương trình hỗ trợ trả lời trực tuyến, những cái hệ thống thông minh giống như vậy á, thì chúng ta gọi đó là hệ thống phần mềm trí tuệ nhân tạo. Đó, thì khi mà các em ra trường, các em làm, các em nhận dự án, các em làm việc xây dựng các phần mềm, thì chúng ta biết phần mềm của chúng ta thuộc lĩnh vực gì để chúng ta nhận diện cho rõ. Hiện nay các em lập trình chủ yếu là lập trình mà web, thì chúng ta gọi là web application là chính thôi. Còn viết lập trình trên di động, lập trình trên mô trên 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 .NET Framework, lập trình Windows vân vân, thì chủ yếu đó là application software, phần mềm ứng dụng. Chỉ có hai cái mảng này là chúng ta đang làm nhiều, số 2 và số 6. Còn những cái phần mà về lập trình nhúng hay lập học, thì những cái đó chúng ta phải là chuyên về lĩnh vực đó thì chúng ta có thể biết được. Còn phần mềm hệ thống thì nó hơi khó, nó đào sâu dưới các cái nền tảng của hệ thống, thì cái việc này chúng ta cũng sẽ gặp khó khăn nếu chúng ta không có biển quyết bằng chắc về của các hệ thống ở dưới. Chủ yếu là viết phần mềm ứng dụng và web ứng dụng là hai cái mà chúng ta hiện nay chúng ta đang làm, và đa số khi sinh viên ra trường ví dụ như xây dựng website đó là web app, hoặc là ứng dụng game cho viết chương trình game gì đó ha, đó chúng ta gọi là game application software. Rồi như vậy thì đặc điểm về phân loại phần mềm chúng ta sẽ là như vậy. Chúng ta còn có khái niệm gọi là phần mềm có tính lỗi thời. Như thế nào là lỗi thời các em ạ? Theo các em nghĩ hiểu lỗi thời là như thế nào? Cái này là nó quá cũ so với hiện tại. Ừ. Chúng ta nói đi Nó quá sâu. ừ. Nó quá cũ so với hiện tại. Cũ này là cũ về vấn đề gì? Về công nghệ hay về nghiệp vụ, hay là về về mình nói là mình xài riết, cứ mình nói là nó cũ. Bởi vì bản chất của nó cũ là ví dụ một cái khi các em nói về cái hệ điều hành Windows, chúng ta có những hệ điều hành Windows gì? Vừa rồi Microsoft mới đưa ra cái hệ điều hành Windows gọi là hệ điều hành Windows 11 đúng không? Đúng không cơ đó? Cài đặt chưa? Có cài đặt chưa? Vậy thì khi chúng ta nói là những cái hệ điều hành Windows, thì chúng ta nói là như vậy thì trước đây chúng ta có các cái hệ điều hành Windows cơ bản từ khi ra đời. Hệ điều hành Windows 3.1 là Windows, sau đó là Windows bắt đầu phát triển lên từ 95, 97, 98, rồi sang Windows 2000, rồi lên cái gọi là bắt đầu qua cái Windows 7, xong bắt đầu từ 7 bắt đầu 8 đúng không? Nhưng mà tại sao có những cái hệ điều hành không có Windows 9 mà như quay Windows 10 đúng không ạ? Giờ phát triển lên Windows 11, rồi cái thời gian phát triển nó có đồng đều không? Có hệ điều hành thì tồn tại được nhiều, có hệ điều hành thì tồn tại được ít, vân vân. Đúng là trong khoảng thời gian ngắn thì cái tính lỗi thời ở đây chúng ta cũng phải hiểu rằng như thế nào, hiểu vấn đề của phần mềm mới đã, rồi chúng ta mới nói là lỗi thời. Thứ nhất đó là các cái tính năng nó chưa đầy đủ và cần phải thay đổi. Thì đối với hệ điều hành thì nó thay đổi theo cái hướng là cái công nghệ,
à, được cái thiết bị hỗ trợ các chức năng ứng dụng trên đó. Cái thứ hai đó là nó không đáp ứng kịp với các cái nhu cầu của người dùng. Ví dụ như phần mềm của tôi hiện nay game mà chúng ta viết 2D không thì nó lỗi thời. Bây giờ tôi viết 3D, nhưng mà không phải cái game 2D nào cũng lỗi thời. Có những cái game 2D đơn giản nhưng mà nó lại thành xu hướng. Bây giờ người ta thích chơi những cái game giống như vậy vẫn được. Cái lỗi thời này các em hiểu về vấn đề đó là cái đáp ứng cái yêu cầu, nhu cầu hiện tại. Những cái sản phẩm chúng ta mặc dù chúng ta viết ra trong vòng cách đây 2 3 năm nhưng mà nhu cầu hiện tại vẫn đáp ứng được thì nó cũng đảm bảo chứ không có lỗi thời, chủ yếu là như vậy nha. Lỗi thời hay lỗi mốt trong cái gọi là cái thời trang đó, nó cũng theo các em thì nó là cảm tính, là trong 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 cái khái niệm về lỗi thời, nhưng thật sự ra là so với xu thế hiện thực tế ha. À, người dùng có sử dụng các chức năng đó không? Nếu không sử dụng thì có những chức năng đó chúng ta có thể coi là loại bỏ hoặc là sử dụng nó không phù hợp trong cái ngữ cảnh nữa. Đó là cái phần lưu ý. À, chứ không phải là tính theo thời gian là cứ nói là lỗi thời. À, chưa chắc. Yếu tố thời gian là một, nó chưa phải là tất cả ha. Khi mà nói về phần mềm á, thì mình phải hiểu những cái vấn đề mà chúng ta cần phải lưu ý, đó là mình thấy rằng viết phần mềm ra thì công việc của mình đó là mình giúp cho người dùng. Mình viết phần mềm cho người dùng xài, chứ đừng bao giờ viết phần mềm mình nghĩ là mình xài, cho nên là đừng bao nói vậy. Đừng bao giờ ý tưởng là mình nghĩ là như vậy thì mình sẽ tự viết code giống như vậy, không phải. Mà mình phải dựa vào cái yếu tố yêu cầu của người dùng. Thì đối với người dùng, người ta không bao giờ thích cái vấn đề mà thay đổi về yêu cầu. Rồi khi mà viết những phần mềm thì không phải viết trên một module mà viết trên nhiều module, tức là nhiều cái gói khác nhau. Mà một phần mềm thì chúng ta cần phải cái đảm bảo về tính chất bảo trì, cho nên cái việc mà khó khăn bảo trì, khó khăn nâng cấp và mở rộng cũng là một vấn đề mà chúng ta cần phải quan tâm đối với phần mềm. Ha. Rồi những cái gọi là cái lỗi hay cái lỗ hổng trong một cái dự án này. Chất lượng kém, hiệu suất thấp, vân vân. Ha. Thì chúng ta cần phải quan tâm. Thì cũng có một số em ở cái những cái này mang tính chất lý thuyết, phải thầy em ở đây chúng ta đang nhìn về góc độ về lý thuyết, nhưng trong thực tế thì nó sẽ xảy ra các em. Ví dụ cái phần mềm nào mà cứ khó bảo trì cập nhật, tức là cứ nâng cấp lên bị lỗi, nâng cấp lên lỗi thì có phải coi lại. Rồi phần mềm phát triển lỗi và cái lỗ hổng của dự án, cho nên nó gặp phải một vài sự cố, chất lượng kém, hiệu năng thấp. Rồi khi mà mình viết chương trình mà đưa lên Git á, những cái thay đổi mọi người đều đều có vô đó, thay đổi mã nguồn đều có khả năng xử lý, thì sẽ dẫn đến vấn đề đó là gì đây ạ? À, dữ liệu đó cái mã nguồn nó chưa không không đồng bộ, và những cái thay đổi đó không biết từ đâu, tại sao phải thay đổi, chúng ta không có một cái sự thống nhất, thì những cái đó khi viết phần mềm chúng ta cần phải quan tâm. Và sau khi viết xong xuôi hết rồi thì mình phải có vấn đề là biên dịch và phát hành, gọi là build and release, tức là mình xây dựng, mình test. Hiện nay các em viết chỉ là compiler, debug, sau đó build nó ra chứ chưa có release. Release là chúng ta phải ấn hành nó, tạo ra file setup để mà cài đặt cho các thiết bị để chúng ta chạy. Rồi các cái sự quản lý yêu cầu của người dùng không đầy đủ, trao đổi thông tin mơ hồ và không đầy đủ thì cũng sẽ dẫn đến là cái chất lượng phần mềm nó cũng không có đảm bảo. Bởi vì khi mà chúng ta trao đổi thông tin mà nếu như chúng ta không rõ ràng thì mọi người hiểu mỗi cách thì cái hiện tượng nó lại khác nhau. Rồi cái độ phức tạp của hệ thống nó vượt quá cái tầm kiểm soát, kiến trúc không vững chắc, có mâu thuẫn trong cái việc phát hiện giữa các yêu cầu cũng thiết kế cũng như là cài đặt. Rồi cái bộ test chưa đảm bảo, không đầy đủ, cho nên khả năng lỗi nó sẽ xảy ra. Rồi mình ước lượng, các em môn quản lý dự án các em có ước lượng về chi phí, về rủi ro chưa đầy đủ. Rồi thiếu những cái công cụ tự động hóa, tức là có những cái chức năng cần phải thay vì thủ công. Ví dụ như các em đăng nhập về hệ thống web thì chúng ta có chức năng là tự động đăng nhập với cái phần mà đăng nhập user password, hoặc là tự động chứng thực thông qua cái dịch vụ này đó, thay vì tôi phải làm một cách thủ công thì tôi có thể cần có hệ thống đó. Thì đây là những cái vấn đề mà tôi nhắc lại là đối với những cái người làm về công nghệ phần mềm họ sẽ quan tâm. Đặc biệt là như các em thì chắc chắn là làm phần mềm rồi thì chúng ta phân tâm những yếu tố này nha, qua yếu tố này. Hỏi thầy những yếu tố này nó nhiều quá, làm sao để mà em gọi là em nắm hết được. Thì những yếu tố này á, nó sẽ dẫn là nó sẽ dẫn đến là mình thành công hay là thất bại cho một cái project, cho một cái phần mềm mà chúng ta design rồi bắt đầu phát triển.
Đó. Chúng ta qua cái ý thứ hai, đó là một vài cái đặc điểm, một vài cái thuộc tính về nói đến phần mềm mà tôi giới thiệu ở phần 1 ha. Chúng ta qua phần 2 về công nghệ phần mềm là gì. Cái chữ công nghệ là engineering. Có một số em nói là ủa sao em thấy là cái công nghệ phần mềm mình gọi là SE engineering hay là kỹ thuật phần mềm, thì cái chữ engineering cũng là cái kỹ thuật luôn. Như vậy thì đối với đã nói đến công nghệ rồi, có nghĩa là mình đã làm thành nó nhuần nhuyễn và nó có sử dụng một cách rộng rãi, đúng không ạ? Thì bắt đầu nó sẽ chiếm lĩnh một cái thị trường, một cái ứng dụng, sẽ là một cái phạm vi trong cái thế giới về công nghiệp. Chúng ta gọi đó là cái ngành công nghệ phần mềm. Phần mềm được ứng dụng rộng rãi trong mọi lĩnh vực, từ giáo dục, y tế cho tới là khoa học, cho tới là lĩnh vực về giao thông. Thì phần mềm hiện nay bắt đầu là đã được sử dụng trong tất cả lĩnh vực đó. Công nghệ phần mềm thì chúng ta thấy công nghệ phần mềm á, cái chữ ở trên cũng gọi là software engineer, ở phía dưới chỉ là công nghệ phần mềm, ngành cái này là công nghiệp phần mềm ha. Software industry là công nghiệp phần mềm, cũng trở thành chiếm ưu thế. Và hiện nay Việt Nam chúng ta cũng là xem là một trong những quốc gia cho cái việc mà phát triển về cái ngành công nghiệp phần mềm á nhanh. Các em cũng biết rằng cách đây khoảng chừng 20 năm thì Việt Nam mới bắt đầu là từ những cái năm coi như là 95, 97 bắt đầu gia nhập Internet, máy tính bắt đầu hình thành, gọi được là phát triển và sử dụng tại Việt Nam. Thì bắt đầu trong giai đoạn đó là mình bắt đi vào việc phát triển hạ tầng. Thì mà hiện nay Việt Nam là một trong những quốc gia mà hạ tầng về Internet tốt. Chi phí mà chúng ta sử dụng Internet hiện nay, viễn thông hiện nay của Việt Nam chúng ta cũng là tương đối so với các nước khu vực. Nếu như các em có dịp mà đi các nước khu vực, các em có thấy là cái việc mà sử dụng Internet tại Việt Nam mình là rẻ. Ở đâu cũng có wifi, đúng không? Internet bật lên, dịch vụ 3G. Trước đây các em mỗi lần gọi điện thoại là các em tính tốn chi phí. Nhưng bây giờ là dùng điện thoại 3G sử dụng dịch vụ rẻ hơn nhiều so với là SIM SMS hoặc là GMS. Cho nên các em thấy rằng là tại Việt Nam trước đây á, là thường ở nước ngoài người ta gọi điện thoại về Việt Nam, vậy là chi phí cái viễn thông của chúng ta nó quá quá mắc. Nhưng bây giờ thì sao, gần như ai cũng có điện thoại, gần như ai cũng có thể gọi, kể cả mình gọi từ đây qua Mỹ mình trực tiếp mình gọi chứ không cần phải là, và cái chi phí bỏ ra thì nó rất là thấp, bởi vì cái hạ tầng và sử dụng về Internet chúng ta phát triển, viễn thông chúng ta phát triển. Để chúng ta nói là bên cạnh những cái yếu tố khác thì mình cũng phải nhìn về cái mặt tích cực, những cái gì đạt được tại Việt Nam của chúng ta, đúng không? Một trong những cái mà chúng ta thấy là Internet hiện nay phát triển, ở đâu đâu cũng có wifi cả. Vô bất cứ một cái dịch vụ nhà hàng, khách sạn nào đều có wifi. Ở nước ngoài thì cái dịch vụ wifi đó nó cũng có, nhưng mà nó tùy theo khu vực. Khách sạn có thể là có, cũng có thể là những khách sạn không. Có nhưng mà cho phép truy xuất một cách là giới hạn, có nghĩa là cho truy xuất, ví dụ như em vào cái dịch vụ công viên hay là vào khu vực một cái mall nào đó thì nó cho phép truy xuất trong một khoảng thời gian nhất định thôi, cái giới hạn loại. Còn ở đây thì chúng ta thấy đi đâu cũng có Internet ra, đúng không ạ? Về công nghệ phần mềm hay là kỹ nghệ phần mềm á, thì là cái sự áp dụng một cách tiếp cận có hệ thống, có quy luật và có định lượng cho việc phát triển hoạt động của tế bào trì phần mềm. Đây là cái phần định nghĩa theo lý thuyết. Thì mình hiểu là công nghệ phần mềm là một cái ngành học tìm hiểu về kiến thức về lập trình, ứng dụng, phát triển lên các cái phần mềm giúp cho hỗ trợ trong các cái lĩnh vực. Thì trong cái quy trình đó gồm có là phân tích, thiết kế, cài đặt, kiểm thử và bảo trì phần mềm. Đó, người ta gọi đó là về phần mềm. Mình hiểu như vậy đi. Thì cho nên khi mà các em học cái môn học này thì các em sẽ học cái môn là thiết kế phần mềm. Rồi các em có học cái môn là xây dựng phần mềm. Các em học cái môn là kiểm thử phần mềm. Các em học cái môn là về công cụ phát triển phần mềm. Đó, công cụ là cái môn mà hiện nay các em đang học này, cái chữ công cụ nè. Rồi các em có học cái môn là thiết kế rồi nè. Các em có học cái môn là kiểm thử nè. Đó. Chỉ có cái vấn đề là bảo trì, là những cái vấn đề đó thì chúng ta ra ngoài chúng ta sẽ được được gọi là gì đó, được training và hỗ trợ thêm thôi. Chứ còn nếu mà vào đây, tại vì chúng ta cũng chưa có một cái xưởng phần mềm để chúng ta vào đó chúng ta vận hành làm đầy đủ các bước ha. Thì đối với ngành kỹ nghệ phần mềm còn sử dụng các kiến thức về lĩnh vực khác như là kỹ thuật máy tính, khoa học máy tính, quản lý toán học, quản lý dự án, chất lượng, gọi là công thái học phần mềm hay là các kỹ nghệ về hệ thống vân vân. Thì ủa cái này hỏi thầy ơi tại sao có nhiều vậy, thì tôi nói rằng là đối với cái ngành công nghệ thông tin nói riêng và công nghệ phần mềm ha, thì cái
cái kiến thức về các cái kỹ năng, kiến thức về các cái ngành mà liên quan nó rất là nhiều. Ví dụ như các em viết một phần mềm kế toán thì em phải hiểu về nghiệp vụ kế toán, đó là em phải đi học kế toán. Em viết một cái phần mềm về liên quan đến quản lý tiền lương thì em có phải hiểu nghiệp vụ quản lý tiền lương. Em viết một cái phần mềm mà liên quan đến hỗ trợ các cái chuyên gia thì chúng ta cũng phải hiểu được một vài cái luật ở trong cái hệ thống đó về chuyên gia đó. Nói nôm na ra viết phần mềm cho ứng dụng nào thì mình hiểu về nghiệp vụ đó. Cho nên cái kiến thức mà đòi hỏi cho cái về lập trình phần mềm là một cái con số lớn nha. Tại vì chúng ta viết trong nhiều lĩnh vực thì chúng ta phải hiểu các lĩnh vực đó. Ví dụ như các em nói là em viết một cái app hỗ trợ cho người đi xe bus tại thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy mình phải hiểu về các nghiệp vụ. Mình hiểu nghiệp vụ thứ nhất là gì đây? Như là định tuyến, như là thứ hai nữa là gì? Phân bổ xe, lịch trình đi, lịch trình về, vân vân. Mình cũng phải là cái người đã từng đi xe bus thì mình viết được cái phần mềm đó. Giống như mình viết game mà không biết chơi game sao được, đúng không? Mình viết game mình phải biết nghiệp vụ về các cái chức năng ở trong game thì chúng ta mới viết code được. Chứ còn hỏi là bây giờ viết cái chương trình này, game này mà mình không biết chơi, mình không biết quy định các cái tập luật của đó thì chúng ta không cách nào làm được hết. À. Thì cái ngành công nghệ phần mềm á, nó là một cái đối với cái môn học về công nghệ phần mềm thì là cái môn mà cái học kỳ trước á, nó giúp cho chúng ta sản xuất phần mềm chất lượng, phần mềm được giao đúng thời hạn trong ngân sách và đáp ứng được yêu cầu đặt ra. Thì nói nôm na ra học cái môn công nghệ phần mềm sẽ giúp cho mình việc quản lý phần mềm một cách tốt nhất. Ở thằng quản lý như thế nào? Quản lý về thời gian tốt, quản lý về chất lượng tốt, quản lý về ngân sách tốt và quản lý về các yêu cầu tốt. Đó, mục đích là như vậy. Ha. Ví dụ như tôi viết một khi mà các em ra trường cái người ta giao cho em một cái project xây dựng một cái hệ thống website cho trường nào đó trong thời gian 3 tháng. Người ta hỏi là ôi vậy chi phí bao nhiêu? Chúng ta phải ước lượng cái chi phí đó. Ví dụ chúng ta để là 100 triệu. Như vậy thì làm 100 triệu tôi sẽ có các chất lượng gì, có các yêu cầu sao, thời gian bao nhiêu, vân vân. Nhưng mà nếu mà tôi nói là 300 triệu thì cũng tương tự như vậy, cũng phải có chất lượng như thế nào, thời gian bao lâu, và từ đó chúng ta định hình cái ngân sách để hỗ trợ cho các cái xử lý các cái công việc mà chúng ta trong quá trình là sản xuất phần mềm nha. Rồi, mục đích của cái ngành công nghệ phần mềm là để cung cấp nền tảng các framework để xây dựng phần mềm có chất lượng nha, phần mềm có chất lượng. Cái chữ chất lượng này nói thật dễ nhưng mà như thế nào là chất lượng cả một vấn đề. Ok, bởi vì chất lượng mình mà để cho người dùng mà người ta sử dụng và cảm nhận á, mà không một cách rõ ràng mình á, thì chúng ta gần như rất khó để kiểm định, rất khó để kiểm soát về vấn đề chất lượng này nha. Rồi, trước khi mà qua phần số 3 thì tạm thời chúng ta sẽ nghỉ lại một chút ha. Chút xíu nữa vào thì tôi sẽ nói về cái quy trình phần mềm, những cái quy trình này chắc có lẽ là các em cũng đã biết rồi. Tuy nhiên tôi cũng sẽ giới thiệu lại thôi. Bên cái môn công nghệ phần mềm chúng ta cũng đã học rồi. Thì trong cái phần này liên quan đến các kiến thức về công nghệ phần mềm thì tôi sẽ giới thiệu nhanh nha. Rồi chúng ta tạm nghỉ lại một chút xíu nha các em. Sau đó thì chúng ta có nghỉ khoảng hơn 10 phút đi. Thì sau đó tôi sẽ vào tôi tiếp tục nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nói về cái quy trình phần mềm là gì. Thì quy trình phần mềm là một tập hợp các task, tức là các cái xử lý, các hành động mà mục đích của nó là hỗ trợ cho cái quá trình để mà xây từ cái việc mà thiết kế, xây dựng phần mềm và vận hành. Thì đầu tiên người ta phải xác định được cái khung và cái tiêu chuẩn để mà triển khai về công nghệ phần mềm. Thì quy trình là do chúng ta đưa ra, ha, mà những cái quy trình chuẩn thì thực sự ra là do người ta kinh nghiệm tập hợp nhiều cái dự án về phần mềm và người ta thấy có các bước đó và người ta đã đưa ra một cái khung chung, mà cái khung đó thì chúng ta có thể sử dụng vận hành. Ví dụ như cũng có một số em hỏi là thầy ơi tại sao cái mô hình của em là mô hình thác nước hay là mô hình xoắn ốc hay mô hình chữ V thì có việc là phân tích thiết kế cài đặt đúng không ạ? Bây giờ em có những cái giai đoạn mà mình làm ít, cái giai đoạn làm nhiều trong cái quy trình đó, mình bỏ ra cái bước nào được không? Bỏ phân tích thì mình vô mình cài đặt luôn được không? Vân vân. Thì nó có vấn đề gì? Thì tất cả đều nó có cái lý do hết các em ha. Thì thông thường á, một cái quy trình nó gồm có các yếu tố cơ bản như là cái thủ tục nè, cái hướng dẫn công việc nè, tức là cái bước này mình nên làm gì nè.
các công việc mà cần phải là gì nè, các cái biểu mẫu mà chúng ta cần phải có nè, ví dụ như phân tích thiết kế thì có lược đồ UK. Lược đồ UK thì nó phải mô tả các cái UK đó hoạt động như thế nào, mô tả về lược đồ sequence để mô tả về các cái quá trình hoạt động, activity ví dụ vậy đó. Thì những cái công cụ hỗ trợ trong mỗi một giai đoạn nó cũng sẽ góp phần cho cái việc mà cái quy trình phần mềm này nó phát triển tốt hay không tốt. Thì khi mà nói đến cái quy trình phát triển phần mềm thì chúng ta sẽ có những bước như sau, đó là bước đặt tải yêu cầu, chúng ta gọi là requirement specification. Cái chữ specification là cái đặt tả. Thì cái bước này là cái bước mà chúng ta kiểm tra đòi hỏi là nó cái độ chính xác cao, phải thực tế. Thì trong đó nó có những cái yêu cầu chức năng và phi chức năng, functional và non-functional, tức là yêu cầu chức năng và yêu cầu phi chức năng. Mấy cái này thì cái môn phân tích thiết kế hệ thống thì em cũng có biết rồi đúng không? Chức năng ví dụ ở trên này chúng ta có chức năng đăng nhập, hệ thống có chức năng đăng nhập, hệ thống chức năng backup restore, đó là những chức năng. Nhưng mà những chức năng là giao diện dễ dùng, trên này nó có các cái ngôn ngữ tiếng Anh, tiếng Việt, hệ thống này nó có cho phép chạy client server, cho phép truy xuất tối đa là bao nhiêu một một lần truy xuất ví dụ vậy. Thì những cái chức năng đó gọi là phi chức năng, những cái phi chức năng ha. Về phát triển phần mềm thì tạo ra những sản phẩm mềm thỏa mãn các yêu cầu được đưa ra, gọi là đặt theo cái đặt tải yêu cầu, tức là tôi có yêu cầu gì, tôi có đặt tải như thế nào thì phần mềm phải đảm bảo là nó thực thi các cái chức năng đó. Rồi nó cũng phải có chức năng là kiểm thử ha, kiểm thử phần mềm thì nó có hai cái khái niệm là validate và testing. Testing thì chúng ta có là test theo black hoặc là block, hay là white, test theo hộp đen hộp trắng, rồi test theo ở mức độ nào, unit test test như thế nào, vân vân. Thì cái bên cái môn số tới tiền chúng ta biết cho nên tôi chỉ lướt qua thôi đó. Test mục đích là để kiểm tra, tôi coi sản phẩm phần mềm có chất lượng không, có đáp ứng được cái yêu cầu đặt ra hay không, và sau đó mình deploy và maintain, tức là triển khai và bảo trì phần mềm. Mình triển khai mình cho phần mềm nó chạy trong cái môi trường thực tế, trên cái mô hình tương ứng, nó có đảm bảo không, nó có giải quyết được các chức năng và nghiệp vụ mà mình mô tả hay không đó. Và chúng ta có khả năng là thay đổi, evolution, tức là nâng cấp phần mềm, mở rộng phần mềm, vân vân. Thì khi mà khách hàng người ta yêu cầu thay đổi thì chúng ta lưu ý. Các em cũng thể thấy rằng là ví dụ như hệ thống website tin tức của các kênh tin tức thì nó cũng thay đổi cập nhật, ví dụ 1-2 năm nó cập nhật về giao diện để hỗ trợ. Trước đây website chủ yếu là tin tức là dạng text, bây giờ website tin tức thì nó có dạng là text hình ảnh, rồi sau khi test hình ảnh xong là video, sau test hình ảnh video xong thì nó lại có thêm một cái chức năng là comment. Rồi ngoài ra thì nó còn có những cái chức năng mà giống liên quan đến các cái là share trên các cái mạng xã hội vân vân. Thì tất cả những cái đó nó cũng sẽ thay đổi cập nhật theo cái nhu cầu của người dùng. Thì khi nói đến công cụ ấy, thì người ta sẽ nói đến các lớp như sau. Công cụ công nghệ phần mềm thì nó có các lớp như là lớp ở trên cùng là lớp công cụ, tiếp theo là cái phương thức, thứ ba là xử lý, và cuối cùng là mình phải nói về cái vấn đề chất lượng, tập trung về chất lượng. Vậy nói nôm na ra cái tool mình sử dụng như thế nào, hay là cái cách tiếp cận mình xử lý làm sao, quá trình xử lý làm sao, thì cũng phải dựa đảm bảo được cái quality là cái nền tảng vẫn tập trung vô vấn đề nhiều nhất. Cái quality tương ứng cho nó là cái chất lượng của phần mềm, là cái tiêu chí mà chúng ta đặt nền móng chính cho tất cả mọi hình. Để đảm bảo về cái chất lượng thì tôi có cái xử lý như thế nào, và xử lý này thì tôi có phương thức nào, và với các phương thức này thì tôi sử dụng công cụ nào đó. Thì cái mô hình cho cái công nghệ đó, chúng ta gọi là các cái layer theo lớp á, chúng ta để ý là như vậy. Về cái công cụ mà thường sử dụng để hỗ trợ trong cái quy trình nó xây dựng mềm thì nó có hai loại, đó là uppercase và lowercase. Uppercase là công cụ hỗ trợ cho các hoạt động đầu tiên của đặt tả, còn lowercase là công cụ hỗ trợ phía sau như lập trình, gỡ rối, tức là debug và kiểm thử. Các em sử dụng những công cụ nào để kiểm thử đó, kiểm tự động hay là kiểm bán tự động đó, rồi viết bằng ngôn ngữ gì, editor bằng bằng công công cụ ra làm sao, tổ chức cơ sở dữ liệu như thế nào, vân vân. Thì đó là lowercase. Còn uppercase là để đặt tả cái này em dùng cái lược đồ của Gmail để em đặt tả với công cụ gì, ví dụ Rezonero, Power Designer hoặc là Visio đó, thì chúng ta dùng các công cụ gì. Rồi viết báo cáo thì em dùng Word hay là xây dựng thành những cái HTML đúng không ạ. Về nhược điểm của cái công cụ mà hỗ trợ đó thì nó không có thể là sáng tạo được, mà mình phải làm tuân thủ, mình không có chế cháo gì trong đó cả nha, và không có hỗ thể hỗ trợ tốt cho các hoạt động về nhóm. Đó là những cái công cụ mà chúng ta sử dụng nó thì nó đã cứng nhắc luôn rồi ha.
Đối với cái nhân sự trong cái dự án về phần mềm á, thì sinh viên tốt nghiệp ngành công nghệ phần mềm có thể là, nếu mà chúng ta đảm bảo được các cái yêu cầu đầu ra của chương trình, thì có thể làm những công việc sau trong các dự án. Thứ nhất là công ty phát triển phần mềm như là thiết kế, gia công, phát triển web hay là vận hành, vân vân. Ra trường cũng có thể làm trong nhà máy, ra trường cũng có thể làm trong trường học, cũng có thể làm ngân hàng. Bắt đầu có một số em nói, ủa em viết phần mềm sao vô ngân hàng em làm gì vậy? Thì hiện nay á, những cái ngân hàng hiện nay, ví dụ như tôi nói đơn giản, ngân hàng Sacombank chẳng hạn, họ sẽ có một cái đội ngũ để phát triển phần mềm. Hiện nay ngân hàng đã chuyển sang cái khái niệm là e-banking, khái niệm về chúng ta hiện nay là chuyển sang cái gói banking hết rồi. Cho nên có nghĩa là trên trong hệ thống của ngân hàng, tất cả các giao dịch hiện nay là giao dịch online điện tử, thì chúng ta cần phải có một cái đội ngũ để phát triển các ứng dụng đó. Ví dụ như em hiện nay em sử dụng app, nhưng mà có một cái đặc điểm hiện nay là ngân hàng nào cũng phát triển một cái app riêng, nó không có một cái tổng hợp để mà xuất hiện có một cái ngân hàng nói chung để mà thống nhất, mà đa số là ngân hàng là không có một cái app riêng. Trên cái app đó thì chúng ta thực hiện các cái chức năng khác nhau, mỗi ngân hàng hỗ trợ mỗi cái kiểu khác nhau, nhưng mà nói nôm na đó là những cái dịch vụ mà ngân hàng người ta cung cấp, thay vì mình làm trực tiếp thì mình làm trực tuyến qua ứng dụng đó. Thì như vậy phải có một cái đội ngũ viết phần mềm để triển khai những cái hệ thống đó, từ app, web, vân vân đó. Cho nên là đối với sinh viên cái chuyên ngành về công nghệ phần mềm có thể ra làm được những công việc ở ngân hàng là như vậy, rồi có thể là làm ở vị trí chuyên chuyên viên phân tích, thiết kế, cài đặt, quản trị và bảo trì phần mềm, để mà đáp ứng các cái công việc trong một cái nhà máy hay một cái sản cơ quan nào đó. Thì cái công việc của chúng ta nó cũng rất là mở rộng, lưu ý như vậy, chứ không phải là nói cái công việc mình chỉ vô kim công ty về phần mềm thôi, mà đến công ty khác nó cũng có liên quan. Từ cái đặc thù đó đó thì nhân viên trong một cái dự án lập trình sẽ có các vị trí như sau. Cái vị trí mà các em thường vô như làm nhiều nhất đó là lập trình viên, tức là dev. Hai là người kiểm thử chất lượng phần mềm, tester. Ba là người quản lý dự án, project manager, gọi là project manager, tức là PM, là quản lý dự án. Cái này thì nó hơi có, và các vị trí khác. Thì khi các em mới ra trường chủ yếu là lập trình viên là nhiều. Vị trí này là cái vị trí mà các em thường hay, còn cũng có thể là tester, còn các cái vị trí quản lý thì chưa đâu ha, vị trí quản lý thì chưa. Về lập trình viên và cái developer á, là những cái người phải am hiểu về các cái ngôn ngữ lập trình giống như các em vậy, hiểu về Java, hiểu về .NET, hiểu về PHP, hiểu về Python, Swift, Kotlin, Node.js, Golang. Hiện nay các em như là sử dụng Kotlin hay gì đó đúng không? DOS hay Kotlin gì đó để sử dụng các cái ứng dụng trên đó. Về những cái vị trí lập trình khác nhau như là back end, front end, data engineer, database programming, tức là theo phát triển cho phía server là back end, phía client là front end, rồi phát triển về dữ liệu, kỹ thuật về lập trình về dữ liệu, kỹ thuật về database đó. Còn trong công ty có một cái anh bộ phận gọi là giám đốc công nghệ, CTO, vẫn phải đảm nhiệm về những công nghệ, gọi là những cái công việc lập trình khó khăn. Những cái gì mà khó khăn thì anh này. Thì cái này em nhìn vô đây là một cái vị trí, một việc làm của anh lập trình viên. Một lập trình viên thì anh có thể có là một cái, có thể là mọi nhiều máy tính chạy trên cho ứng dụng này, đồng bộ trên kia, và xung quanh họ chỉ là máy tính và làm việc với máy tính mà thôi. Rồi các nhóm làm việc với nhau, thảo luận với nhau. Thì đây là ví dụ cho một cái môi trường làm việc trong thế giới thực với lĩnh vực về công nghệ phần mềm. Đương nhiên mỗi công ty có những cái điều kiện làm việc khác nhau ha, nhưng mà nói nôm na là đa số là chúng ta ngồi làm việc với máy, với các chương trình, với các mã nguồn đó, chúng ta có thể sử dụng tất cả các nguồn, thường là có nhiều màn hình khác nhau để làm việc cho cái sự đồng bộ. Rồi thì đối với lập trình viên ta cần phải có những cái đặc tính gì, chúng ta cần phải có những nhiệm vụ gì? Thì đối với nhiệm vụ chính của một lập trình viên đó là xây dựng ứng dụng, tức là phải viết code thôi, phải viết code. Rồi chúng ta có thể là upgrade hoặc là fix lỗi cho các ứng dụng có sẵn đó. Tức là bây giờ mình vô mình nhận cái dự án này, bây giờ dự án là cái hỗ trợ cho cái công cụ này có sẵn, thì mình cũng phải biết cách để mà đưa vào đó, rồi mình vận hành, mình phát triển và mình bổ sung, hỗ trợ, upgrade cho cái công cụ đó. Đương nhiên trong đó nó có khả năng nghiên cứu phát triển công nghệ mới, nó có chữ công nghệ mới, cho nên là vì sao cái ngành này nó đòi hỏi là trẻ thôi. Cái mỗi một năm cái công nghệ mới nó ra đời nó nhanh lắm, cho nên là nó thay đổi sình sợ. Nếu mà các em cứ hình dung ra cách đây 2 năm 3 năm là những cái ai lập trình trên 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 trên, trên, trên di động thì người ta phải lập trình trên chạy trên Eclipse, chạy trên simulator tương ứng cho nó nhúng vô. Nhưng bây giờ nó có Android Studio, sau Android Studio bây giờ nó lại phát triển thêm các cái platform khác để hỗ trợ cho cái việc lập trình trên di động. Rồi những cái tố chất mà cần có một người lập trình viên là cái tính cẩn thận, làm việc
độc lập và làm việc nhóm. Có một em họ đã độc lập mà còn làm việc nhóm là sao thầy? Thì thứ nhất là trong một project thì không thể nói là một người để tham gia toàn bộ tất cả các cái chức năng trong một project, mà thường phải có nhiều người. Như vậy thì nhiều người phải có làm việc nhóm rồi. Rồi khi mình nhận về làm việc nhóm rồi thì mình phải tập trung mình làm về cá năng của mình, chứ không phải là chia ra rồi xong mình về mình làm, mình cứ hỏi lại hoài. Tức là mình phụ thuộc vào các người khác thì không đúng. Tức là khi người ta giao việc cho mình là mình độc lập làm, và khi họp hành là mình tổng hợp lại để mình lắng nghe chung cả nhóm. Cho nên nó có cái này là độc lập và làm việc nhóm là như vậy. Khả năng thiết kế sáng tạo và tư duy logic, cái này nó đòi hỏi nhiều cái yếu tố nữa ha. Tức là cái tư duy logic của chúng ta, học cái môn toán rời rạc có biết rồi đó, những cái suy luận như thế nào là có logic, nó có cơ sở đó. Là mà làm về có khoa học là chỗ đó, người ta thường hay nói làm việc khoa học là chỗ đó. Rồi có khả năng tự học hỏi và nâng cao kiến thức, cái này là một trong trong những cái tiêu chí mà tôi nói rằng là rất là cần thiết đối với người lập trình viên, bởi vì nguyên tắc là công nghệ thay đổi là mình phải thay đổi theo đó. Thì cái đó cũng là một trong những điều mà chúng ta cũng lưu ý ha, cũng lưu ý cho cái đặc tính, những cái tiêu chí cũng như những công việc đối với lập trình viên, đặc biệt là các em ra các em làm. Rồi có người mà là phụ trách về gọi là kiểm định chất lượng á, tester, sau đó tôi sẽ nói về quản lý. Tester thì đảm nhiệm về bảo đảm về vấn đề cho cái đầu ra của anh dev á, tức là các chức năng mà anh dev muốn phát triển á để nó đảm bảo yêu cầu. Cho nên giữa anh tester, giữa anh tester và anh dev thì thường á là hai anh này không có mình gọi là hợp với nhau. Bởi vì sao hai này không hợp với nhau? Bởi vì một anh là viết, một anh soi. Một anh là viết cái ứng dụng này và một anh là soi để kiểm tra lỗi. Chúng ta cứ hình dung ra như vậy, một cái người nào đó mà đi cứ luôn luôn kiểm tra lỗi của mình có thích hay không thì rõ ràng là không thích. Nhưng mà nó có việc của ảnh, công việc mà ảnh là kiểm lỗi là công việc của ảnh để ra một sản phẩm hoàn thiện. Khi mình viết chương trình thì mình sẽ không thể nhận ra lỗi, nhưng để một người khác hoặc là một cái bộ phận khác họ giám sát mình, họ kiểm tra lỗi mình thì có thể họ họ phát hiện ra được nha. QC là kiểm soát về vấn đề là quy trình ha, quy trình đảm bảo về quy trình thực thi đúng. Khi mà quy trình đúng thì các cái chức năng trong những cái giai đoạn đó thì nó đảm bảo được ha. Đối với QA thì nó quan trọng nhất vẫn là tính tỉ mỉ và cẩn thận ha. Tỉ mỉ và cẩn thận, bởi vì anh kiểm soát lỗi mà anh không có cẩn thận thì nó sẽ bị sót lỗi. Còn đối với quản lý dự án là cái vị trí liên quan đến nhiều dự án nhất, tức là cái bố trí làm việc, phân công công việc vân vân, và họ phải biết được điểm mạnh điểm yếu của từng nhân viên, của từng bộ phận. Họ là những người có mà thích nhất đó là gần như họ phải làm từ những cái gọi là từ các vị trí thấp đến vị trí cao, họ có thể là hiểu và nắm được hết để người ta mới quản lý được. Ví dụ như tôi quản lý thì tôi phải biết là những cái bộ phận tester sẽ làm gì, à, các cái công nghệ tester có được sử dụng ra sao, vân vân. Thì đó là cái anh BM, BM viết tắt của chữ Project Manager nha. Thì cái vị trí này chắc có lẽ là chúng ta khó ha. Chúng ta cũng phải mất ít một vài năm, và nhanh thì 4 5 năm, lâu thì có thể cả 10 năm, nhiều khi là chúng ta toàn bộ trong cái nghiệp sự nghiệp của chúng ta còn chưa lên quản lý được nữa ha. Rồi quản lý dự án thì cũng có khả năng giao tiếp, đúng rồi, mình giao việc cho người ta mà mình nói người ta không hiểu thì cũng là khó để mình làm quản lý được, đúng không? Kỹ năng lập kế hoạch cũng như là cần phải đảm bảo, tôi đưa ra cái kế hoạch chính sách trong này anh làm một tuần thì anh phải triển khai cho tôi vân vân, mình phải lên được cái kế hoạch, lên được cái plan nhé. Ngoài ra còn có các cái vị trí khác như là cái phần thiết kế phần mềm, System Architecture, tức là kiến trúc thiết kế, UX Design, Business Analyzer, quản trị hệ thống, kỹ sư dữ liệu, phân tích dữ liệu, data analyze, khoa học dữ liệu. Cái chữ này là phân tích dữ liệu, khoa học dữ liệu và kỹ sư về dữ liệu. Đó, thì những cái vị trí này chúng ta ra trường chúng ta cũng có thể làm được. Nhưng mà với mỗi một cái vị trí này chúng ta cần phải học hỏi thêm để mới đảm bảo được những công việc và những vị trí này họ giao cho mình. Khi mà nói đến các vị trí này nha, ví dụ kỹ sư về về dữ liệu, các em phải hiểu rất là nhiều về cái vấn đề về dữ liệu, về data xử lý trên dữ liệu đó như thế nào, vân vân. Về cái việc mà sự phối hợp giữa các thành viên trong dự án để mà các cái nhân viên đó có thể là kết hợp lại với nhau mà thực hiện cho tốt các cái công việc của nhóm đưa ra, thì nó đòi hỏi có cái vấn đề đó là sự phối hợp.
Tức là mình phải biết được cái công việc nào của mình, công việc của nào của người khác, và mình phải đảm bảo là công việc không có được sót. Tức là mình hay làm cái công việc rồi mình bỏ sót công việc đó để cho công việc nó bị trôi qua hoặc là nó không có đủ. Thứ hai đó là mình phải biết là những cái công việc nào là ưu tiên trước, ưu tiên sau, rồi mình tính toán sắp xếp thời gian như thế nào, mình tự lên cái plan, tự xác định lấy ha. Và phải có cái tinh thần cộng tác với đồng nghiệp để hoàn thành công việc mà mình đảm nhiệm, giúp cho cái công việc nó hoàn thành có mức độ là chất lượng tốt nhất. Trong công ty thì người ta quan tâm đến cái chất lượng của công việc là cái chỗ đó, làm gì làm mình cũng phải quan tâm đến cái chất lượng đó. Giống như trong trường học thì người ta quan tâm đến chất lượng của đào tạo của sinh viên, lấy cái sinh viên là trung tâm, làm thế nào để tốt nhất cho sinh viên, ví dụ vậy. Thì cái cách của công ty họ trong quy trình phần mềm thì mỗi một cái nhóm làm việc như vậy, người ta cũng sẽ đưa ra những cái tiêu chí như vậy. Rồi đối với người quản lý thì mình cũng phải thấy được cái bức tranh tổng thể của công việc, của dự án, những cái gì mà đi nhanh, những cái gì đi chậm, những cái gì là điểm yếu, những cái gì là điểm mạnh của cái bức tranh tổng thể đó, thì chúng ta phải, người quản lý phải phải nắm được ha. Rồi khi mà đưa ra các quyết định khen thưởng hay quyết định gì phát sinh ra, nó cũng phải kịp thời, nó phải có phản ứng tích cực nha. Sắp xếp phân bổ nhân sự cũng phải tùy theo năng lực, chứ không phải là mình thấy anh này quen thích mình cho nó làm như thế này, không có. Mà mình phải sắp xếp cái nhân sự sao cho mỗi một ekip làm việc nó phải có tính hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau. Đó, cái vấn đề nhân sự không phải là dễ đâu các em ha. Ngoài ra thì các công việc đều hoàn thành phải thực hiện đúng với cái kế hoạch đặt ra, cái plan ra, trong cái thời gian cho phép, cũng như là cái ngân sách chất lượng, ngân sách cho phép, chất lượng đảm bảo. Đó, thì đó là đối với người quản lý. Thì cái này là khi nào các em lên được, đề xuất lên cái vị trí này đi, thì tự động những cái tính cách này nó sẽ hình thành. Nếu mà chúng ta có đầy đủ những cái này thì chúng ta mới lên được ha. Về cái các công cụ để mà hỗ trợ cái việc quản lý á, thì chúng ta có những công cụ như sau, như là Trello. Trello ở công cụ mà tôi yêu cầu chúng ta sẽ seminar nè. Trello là một nè, Asana là hai nè, Quaker là ba nè, WeWork là bốn nè, Jira là năm. Jira hiện nay là cái này thì nó nhiều nhưng mà nó lại tính phí. À, tất cả các chức năng đều có hỗ trợ nhưng mà nó tính phí, chỉ có Trello là miễn phí. Thì chúng ta sử dụng những cái này, nó có những cái vấn đề cộng tác và tích hợp. Đương nhiên cái việc phân quyền báo cáo vân vân thì nó hạn chế nha. Đó, thì trong cái tuần seminar về Trello thì tôi sẽ để cho các nhóm lên trình bày về cái công cụ Trello này. Đây là một số vấn đề mà cái phần cuối cùng cho cái buổi học ngày hôm nay, chúng ta nói về một số vấn đề quan tâm khi mà đi làm tại một cái công ty về phần mềm. Thì ở đây chúng ta có cái khảo sát, hay khảo sát này, khảo sát của IT Việt nha, tức là IT tìm việc á, chứ không phải là khảo sát mà thầy đưa ra. Thì trong này nó có một số cái vấn đề quan tâm mà nhiều khi mình nghĩ vô mình cũng thấy nó hơi mắc cười đúng không ạ? Nó có cái tính chất là giải trí trong đó nhưng mà thật sự ra nó vẫn có ha. Thứ nhất là lương là vấn đề chính, tức là người ta đi tìm việc này, tuổi người ta tập trung lương cao hay lương thấp, người ta quan tâm lương. Đó là cái quan tâm thứ nhất. Quan tâm thứ hai là có công ty nó có làm bán làm ngoài thời gian hay không. Cái chữ OT là overtime á, nghe nói là lâu nay dạo này mình OT nhiều quá, tức là mình làm ngoài giờ nhiều quá ha. Rồi những cái chức năng khác như là những cái tiện ích như là chỗ đó mình làm ở xa hay gần, giữ xe thân tiện không, sếp có tử tế hay không, văn phòng đó có đẹp hay không, đúng không, môi trường làm việc đó, bạn bè nhân viên trong đó có xinh tươi hay không, khả năng được training thăng tiến vân vân. Đó là những cái mà một cái ứng cử viên người ta apply hồ sơ vô họ quan tâm. Cái này người ta khảo sát từ cái trang này nha, chứ không phải là cái này của thầy Phước đưa ra, mà đây tôi lấy ra để cho chúng ta thấy một cái bức tranh là đối với những cái người lập trình viên á, những công ty phần mềm á, thì cái nhân viên mà nộp hồ sơ vô họ sẽ quan tâm những vấn đề này nha. Rồi những vấn đề khác cũng có thể là mình cũng phải quan tâm, như là từ cái kỹ năng mềm. Kỹ năng mềm thì nó có nhiều lắm ha. Đây là những kỹ năng mềm mà mình sử dụng, như là về lãnh đạo nè, về thuyết trình nè, về đàm phán nè, về giao tiếp nè. Cho nên trong cái môn học này chúng ta có phải kỹ năng về thuyết trình nè, là thông qua các cái buổi seminar của chúng ta đó ha. Kỹ năng về quản lý thời gian cũng hết sức là quan trọng nha. Đó. Thì những cái vấn đề này khi mà làm việc hay là mình ra trường mình đi làm ở các công ty thì luôn luôn nhớ những cái kỹ năng cũng như là một số cái vấn đề mình quan tâm, như là cái tầm nhìn nè, sự linh hoạt nè, tổ chức công việc tốt nè. Mình để ý các cái chi tiết nhỏ. Cái này tôi cũng nói nhỏ, nói là vui luôn, là đối với lập trình đó, thì khi mà chạy bất cứ một cái hệ thống nào lên hay phần mềm nào chức năng lên mà thấy lỗi là mình phải đọc ở đó, tại vì mình tò mò, mình đọc lỗi thì mình hiểu cái này là gì, để sau này ví dụ như mình viết chương trình mình cũng nghĩ ngay cái này nó có khả năng lỗi thì mình sẽ xử lý nó như thế nào
À, những cái chi tiết nhỏ mình không phải quan tâm. Kiên nhẫn, kiên trì, bình tĩnh, khả năng thích ứng, khả năng làm việc nhóm, khiêm tốn, thân thiện và tự tạo động lực đó, các chữ đó. Bởi vì chúng ta làm việc cứ ngày làm chung với máy tính này nọ đúng không ạ? Cho nên là chúng ta cũng đâu có thể là giao tiếp nhiều với cái giống như cái những cái ngành nghề khác, cho nên là chúng ta sẽ gặp những cái khó khăn. À, sẽ gặp có những cái khó khăn, và có những khó khăn mà không có sự giao tiếp thường xuyên thì mình sẽ dẫn đến là cái việc mà tạo động lực cho mình, à, mình cũng 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 sẽ bị ảnh hưởng. Cho nên mình làm thế nào đó mình sẽ boost cái mood đó, ha, cái động lực để chúng ta có cái môi trường làm việc nó tốt hơn, cái tinh thần làm việc tốt hơn. Rồi, cái quan tâm nữa đó là quản lý mã nguồn, ha. Cái này là cái phần viết GitHub, để chúng ta sẽ có cái phần seminar thứ hai nói về viết, xin lỗi, seminar thứ nhất là nói về viết GitHub này, quản lý mã nguồn, quản lý làm việc nhóm, rồi tham gia các hoạt động của công ty. À, các là hoạt động của công ty thường nó có những cái hoạt động mỗi một năm như vậy. Công ty thường nó có những cái hoạt động như là những cái workshop, những cái cuộc thi hackathon, hoặc là những cái chương trình cắm cắm trại của công ty, dã ngoại của công ty, để mà tăng cường tham gia vào trong các cái sản xuất tương ứng cho nó, ha. Thì nó sẽ có những cái hoạt động như vậy, thì bản thân của những cái người mà tham gia vào công ty phần mềm họ cũng phải quan tâm. À, để quản lý về quan tâm đến cái thì mình phải bổ sung thêm cái hồ sơ lý lịch của mình cũng phải đưa ra những cái công việc mà mình cần quan tâm. Cái network của chúng ta gồm có những ai có thể thiết lập kết nối, cho nên mình phải chăm chút cái link, chăm chút cái link link trên profile. Thì cái tool này tôi cũng sẽ để cho các em làm seminar, để làm seminar để trình bày về các công cụ quản lý hồ sơ, quản lý lý lịch, link, ha. Ngoài ra thì nó còn có những cái trang khác như là Hacker Friend hay là Codechef hoặc Top Coder. Đó, có thể chỉ coder là mình biết là, à, đây dành cho những cái anh mà lập trình viên này, những cái ngành nghề mà mình đang đang học đây, ha. Rồi hiện nay thì nó còn có một số cái xu thế về công nghệ khác như là công nghệ lập trình robot nè, drone, data science, big data nè, rồi nông nghiệp thông minh nè, vân vân. Thì những cái mảng này cũng là những cái mảng mà nó cũng rất là hot, ha, nó là có xu thế đó, ha, nó là trend đó, nó là một cái xu thế cho các cái giải pháp mà công nghệ thông tin hiện nay, công nghệ phần mềm hiện nay. À, trước đây chúng ta có những cái giải pháp ví dụ như ứng dụng cho các hệ thống trong công ty, nhà máy, trong về trong viễn thông, thì bây giờ mình sẽ chuyển sang kể cả trong nông nghiệp cũng phải sử dụng những cái hệ thống về phần mềm. Đó. Rồi, đây là mức lương thu nhập của mình là bao nhiêu, để mình dự đoán. Các câu hỏi đặt ra như vậy. À, cái câu hỏi này là chúng ta thường hay nói vui, đó là khi vào phỏng vấn công ty, sau khi phỏng vấn xong thì công ty mới hỏi như vậy, theo anh thì anh theo anh nghĩ thì mức lương như thế nào để anh có thể chấp nhận được. Lúc đó mình mới đưa ra mức lương như thế nào, à, bao nhiêu là đủ. À, bắt đầu mới ngồi tính 5 triệu, 10 triệu, 15 triệu, 20 triệu, bao nhiêu là đủ. Thì chúng ta phải đưa ra một cái mức lương phù hợp. Mức lương phù hợp là khả năng mình cảm thấy là hài lòng, và cái người thuê cũng cảm thấy là gì, à, chấp nhận được, à, chứ không phải là, tức là giống như thuận mua vừa bán là chỗ đó đó. Tức là mình đưa ra một cái mức lương phù hợp, mà đưa thấp quá thì người ta cũng nghi ngờ, mà đưa cao quá thì người ta không cover nổi thì người ta cũng không có nhận, mà đưa cả hài hòa cả hai bên thì hợp lý. Cho nên chúng ta mới biết được cách trị giá, biết được cái công việc, ví dụ ra trường một năm chưa có kinh nghiệm thì mức lương phải bao nhiêu. Tương tự như vậy mình nâng nó lên. Thì ở đây nó có một cái trang web và cũng khá hay, đó là một cái trang web để đánh giá cái mình được xứng đáng trả mức lương là bao nhiêu, có tên là Byscale. Các em nhập vào các cái functional, em nhập vào các cái vị trí việc làm, nhập vào các cái kỹ năng của mình, sau đó mình lấy ra cái, à, mức lương mà hiện nay, à, nếu như mà tôi thuê bạn thì nó trị giá là bao nhiêu, tức là tôi trả một mức lương là bao nhiêu, khi mà chúng ta khai báo đầy đủ các thông tin tương ứng cho nó. Đó là ví dụ. Thì cái trang này cũng là cái kênh tham khảo thôi, nó cũng hỗ trợ cho chúng ta để có cái góc nhìn, là để chúng ta biết rằng là, à, như vậy nếu tôi ra trường thì mức lương của tôi bao nhiêu là tạm ổn nha. Trong đó nó cũng phải chọn cái vị trí mà là việc làm. Ngoài ra thì nó cũng có những cái trang như là cái trang có tên là Glassdoor, nó cũng sẽ cho mình những cái thông tin về việc làm đó, ha. Thì đây là cái mức lương mà năm 2017 của lập trình viên. Ví dụ như lập trình viên cơ bản thì nó khoảng từ 500 đến 1.000, à, dưới 3 năm kinh nghiệm.
hiểu biết tổng thể về cơ sở liệu vòng đời phát triển của ứng dụng ha, viết được các cái đu của mình đơn giản. Senior, nhớ chứ junior là cái cơ bản ha, là còn senior là chuyên nghiệp hơn, từ mức lương từ 1.000 đến 1.500, phải có kinh nghiệm từ 4 đến 10 năm. Cấp độ này thì có kiến thức sâu và có thể lập trình được các ứng dụng phức tạp. Còn khi anh lên leader thì nó sẽ là từ 1.500 đến 2.000, thường là có từ 7 đến 10 năm kinh nghiệm. Cấp độ này bạn có các kỹ năng như là senior và junior tương ứng cho đó ha, để có thể làm việc với các kỹ sư một cách độc lập hoặc là lãnh đạo một nhóm và các lập trình viên đó. Thì cái này là cái bản khảo sát năm 2017 tại thành phố Hồ Chí Minh, tại Sài Gòn nha, chứ không phải là nó ở cái này là ở tại một quốc gia nào khác, không phải, đang khảo sát toàn bộ là tại thành phố Hồ Chí Minh, ở nơi mà chúng ta đang học và sau này chúng ta ra làm ha. Rồi, mid level là quản lý cấp trung, trên đó mấy cái phần này thì chắc có lẽ chúng ta ít khi nào chúng ta tiếp cận được cái phần manager đâu. Đương nhiên chúng ta cũng có thể nghe để chúng ta biết gọi là middle level manager là gì, là quản lý cấp trung, high level manager là quản lý cấp cao, đúng không ạ? Rồi quản lý toàn bộ luôn, project manager là quản lý dự án, rồi quản lý sản phẩm đó, project product manager đó, giống như vừa rồi mà Facebook bị sự cố trong vòng 6 tiếng đó, thì cái anh giám đốc về sản phẩm hay gì đó, cái cô giám đốc sản phẩm của Facebook và điều trần trước 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 hạ viện hay thượng viện của Mỹ đó, đúng không ạ? Thì cái cô đó là trước đây cô phụ trách về cái product manager là như vậy. Rồi senior leader là cái quản lý cấp cấp cao, cái này nó đòi hỏi nhiều thứ lắm ha, mức lương thì nó cũng cao ha, trên 2.000. Rồi đó là một vài cái thông số để các em hiểu thôi, là biết thêm thôi. À, đó là cái nội dung mà buổi sáng ngày hôm nay tôi trình bày cho các em. Thì sau khi mà tôi trình bày xong á, thì cái slide này tôi sẽ gửi trên lớp và tôi cũng gửi cho chúng ta một cái đường link để chúng ta đăng ký nhóm nha. Cái đường link đó tôi sẽ gửi sau khoảng 10 phút nữa sau khi kết thúc buổi học này, lên tôi sẽ upload lên cho chúng ta và chúng ta đăng ký các nhóm môn học cho thầy. Rồi nội dung cho buổi học sáng ngày hôm nay là như vậy. Đó là cái buổi học nói về toàn cảnh về môi trường làm việc trong ngành công nghệ phần mềm ha, để chúng ta hiểu được các cái khái niệm, các cái quy trình, cũng như là những cái yêu cầu đặt ra, cũng như là cái những cái mối quan tâm của lập trình viên, cũng như là cái vấn đề mức lương, các các cái vị trí việc làm của mình sau khi ra trường nha. Rồi chúng ta có thắc mắc gì không các em ạ? Alo, rồi chúng ta có thắc mắc gì không cái nội dung mà tôi trình bày? Cả lớp bạn nhắn ở trên như thế này. em bật mic lên nói nha, tôi sẽ chiếu lên đây cho tôi không có mở cái chat, mình chúng ta trực tiếp luôn, chúng ta có vấn đề gì thắc mắc chúng ta nói trực tiếp lại cho thầy luôn nè, bật mic lên luôn. Chúng ta có thắc mắc gì, vấn đề gì không? Một nhóm mấy người này. Một nhóm thì từ 3 đến 5 năm bạn nha, trên cái trang đăng ký nó tôi có ghi rất là rõ. Rồi, còn câu hỏi gì thắc mắc không? Thầy lớp, chúng ta có gì thắc mắc không ạ? Dạ em không thầy. Rồi bây giờ nếu chúng ta không có gì thắc mắc thì cái buổi học hôm nay chúng ta sẽ tạm dừng lại tại đây. Và sau đó thì cái đường link cũng như là cái file bài giảng này tôi sẽ gửi lên trên Classroom, chúng ta lên đó chúng ta download ra. Rồi bây giờ lớp trưởng sẽ điểm danh lại cho thầy nhé. Lớp trưởng có nghe rồi không ạ? Dạ Có danh sách rồi để đúng không? em sẽ gửi mail lại. Không, các em điểm danh và tổng hợp lại, đừng có điểm danh từng ngày rồi gửi cho thầy làm gì, tổng hợp lại trong cái tuần
tới cái tuần cuối là thống kê cho tôi và gửi cho tôi cái kết quả đó chính chính xác Dạ. nha. Dạ.